Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này tập trung quán triệt triển khai thực hiện quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đồng thời trao đổi, thảo luận thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả quy định này. Theo đó, xây dựng trường chính trị chuẩn là yêu cầu cần thiết, là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Đây là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi cần phải được nghiên cứu một cách thấu đáo để có cách làm phù hợp.